Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ khả năng tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ ngay cầu Tiên Cự, đường 10 An Lão Hải Phòng. Trước lối ra vào cao tốc cả loại Hải Phòng ra với quốc lộ 10. Nằm trên trục đường 10 anh em nhé, địa phận xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Đó, vậy thì anh em nào mua xe muốn mua xe và bán xe, anh liên hệ em số điện thoại 032 6062 789 hoặc Zalo số 0936 405 926. Zalo em dùng cả hai số nhưng cái số 789 thì em đã full kết bạn rồi. Vậy thì anh em nào muốn kết bạn với em để tiện theo dõi những chiếc xe cập nhật, những chiếc xe mà em mới đăng, anh em có thể đăng ký kênh của em này, bật cái chuông thông báo chế độ tất cả lên để mỗi khi em quay chiếc xe nào ở chợ mới về phát là em quay luôn để phục vụ mọi người, anh em có thể xem trực tiếp ngay được. Đó, để tránh trường hợp là em quay lên một tháng rồi anh em mới hỏi còn không thì nó rất là phí, lãng phí thời gian và không mua được cái xe đẹp anh em nào ưng ý nhá. Vậy thì anh em làm ơn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho em. Đó, hiện tại thì đang 50.000 theo dõi em rồi. Vậy thì anh em nào mà giúp em đặt nút bạc thì em bán lỗ 15 con xe để phù để cảm ơn tình cảm của quý vị các bạn nhé. Nhưng ngày hôm nay khả năng ô tô vừa về một bộ đôi, tức là về từ hôm qua rồi nhưng em đi có chút công chuyện chưa quay được. Em về một đôi 10 màu đỏ sơn zin nhé, sơn màu đỏ, tức là màu đỏ chứ đỏ xịn chứ không phải đỏ đổi màu. Đó, màu đỏ bản đủ đời 2015, nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc, động cơ 1.0. Dòng này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá rất là ưu đãi thôi, 269 triệu đồng bao rút hồ sơ. Tên tư nhân về Hải Phòng đây, tư nhân hay công ty không quan trọng anh em ạ, quan trọng là chất xe. Đó, thì hôm nay em sẽ review một bộ đôi màu đỏ chất đỏ le lò lẹt biển Hải Phòng này cho bà con nào mà thích cái biển Hải Phòng này. Giá bao rút hồ sơ là 269 triệu đồng nhé, đời 2015 bản đủ túi khí và ABS 4 bánh. Đó, đeo chỉ cột kèo đầu đít là cột zin hết, không đâm đụng ngập nước. Đó, sơn thì màu đỏ theo xe chứ không phải đỏ đổi màu. Hiện tại thì trước mắt quý vị các bạn đây là hai chiếc màu đỏ giống nhau, hai anh em sinh đôi luôn, sinh năm 2015 và tại Ấn Độ chuyển về Việt Nam ba tên anh em biển Hải Phòng luôn đây. Thì nó đang đúc lốp lắp mới này, đèn gầm đèn gung này, bản đủ là nó theo xe, xi nhan gương là nó theo xe hết, khụp xòe luôn. Hai chiếc này thì giá bán đồng giá 269 triệu đồng thôi. Thì em sẽ đi vào chi tiết từng chiếc một để cho mọi người có thể theo dõi được cái bộ đôi i10 chuột chuột nước này nhá, chuột chuột nước màu đỏ này. Về form dáng thì cái dòng nhập khẩu này i10 nó là dòng hatchback, độ rộng của nó thì nó rộng hơn Kia Morning và nó tương đương với con Ghost, cốp rất là rộng luôn. Về độ lành thì đời cao thì tất nhiên là lành hơn rồi, đời cao thì máy nó cũng zin nên là nó cũng đẹp và nó cũng sạch đẹp hơn. Đó, cũng tiết kiệm nhiên liệu nữa, động cơ 1.0 thì dòng này nó chỉ liếm tầm khuôn 5,5 lít đến 6 lít trên 100 km, mà xăng bây giờ đang 12.000 một lít A95. Nếu anh em đi xăng sinh học thì chắc chỉ rơi 11.300 thôi. Nếu mà 100 km anh em tầm 60.000 tiền xăng, tội gì mà đi hai con SH cho nó khổ ra. Anh em là đầu tư hai vợ chồng bán qua hai con SH đi. Đó, bán cho em được em về em đi. Và anh em mua ô tô về đi cho nó sang chảnh. Màu đỏ loẹt đỏ loẹt đây cho nó nổi bật giữa đám đông. Và nó rất là đẹp luôn nhá. Thì em sẽ cùng lướt qua một vòng để dạo qua phố cổ chơi tí anh em. Đồ này không phải đồ cổ nhưng mà nó rất là đẹp luôn để cho phù hợp với mọi người đi trong phố cổ. Nhiều anh em rất thích cái dòng i10 này vì nó là thứ nhất nó nhập khẩu thì gầm bệ nó chắc hơn tí. Anh em nhìn cái keo khỉ cột kèo là zin hết nên anh em nhìn cái form xe này, nhìn cái form xe. Đấy, cái form xe anh em đặt cái máy ở đây anh em nhìn cái là nó thẳng căng luôn, theo một đường thẳng nhất định, nhất quán luôn. Nếu đâm đụng thì nó sẽ méo, nó sẽ không làm kiểu gì nó cũng méo, không bao giờ nó đẹp được. Đây. Bên này như thế. Bên này này, đấy cánh cửa này bị đâm này, không phải. Hóa ra là chưa đóng cửa thôi anh em. Zin hết nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, form rất là căng luôn. Em bên này cũng vậy này. Hai em này màu như nhau luôn. Em nghĩ nó là anh em sinh đôi thật sự luôn anh em ạ. Nếu mà về cùng một lô thì đúng thật đấy. Nhiều anh em sẽ hỏi dòng này có qua dịch vụ không thì em nghĩ là chắc là có. Lý do vì sao? Vì những chiếc xe dòng như này đời như này mà tầm 2014, nhiều anh em chưa có tiền mua về đi chơi đâu. Đó, toàn mua xe dịch về chạy dịch vụ thôi. Quan trọng những chiếc xe cũ thì anh em nên quan tâm về cái chất máy, không nên quan tâm về những cái vấn đề đấy, máy móc này, gầm vệ, khung sườn và cái nội thất ngoại thất nó đẹp vừa mắt anh em chơi chiến. Đó, xe nhà em rất là nhiều, hiện có 100 chiếc tha hồ cho anh em lựa chọn nhé. Thì ABS 4 bánh này, túi khí đầy đủ hết. Đấy, mọi chức năng an toàn này đầy đủ hết rồi. Để form dáng thì bên ngoài thì có cái gì nhỉ? Nẹp kính này, lẹp kính này, hõm cửa, lắm cửa chrome, rồi về mưa hai con đều đủ ấy. Bên kia thì chỉ có nắm cửa thôi, còn không có hõm cửa.
Em không thích cái mõm cửa đâu, nhưng mà cho có vào thì trông cũng đẹp mắt hơn tí. Nói chung là ba phải, cái gì cũng được. Vậy thì anh em là thích chiếc nào trong một hai trong hai chiếc này? Một chiếc thì biển độc 19853, còn một chiếc thì 19850. Ui, anh em sinh đôi thật anh em ạ, cùng một lô luôn. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc hai chiếc i10 đời 2015 này nó phù hợp với khuôn tiền 269 triệu bao rút hồ sơ, bản đủ không đâm đụng ngập nước nhé, chứ còn cái xe đâm đụng thì nó có giá rẻ hơn rất là nhiều, đâm đụng quả quẹt hay là nổ túi khí này nó giá rất là rẻ anh em nhé, không so sánh những xe nát với xe bên em được. Tất nhiên sẽ có những cái chỗ nó quay rẻ hơn, nhưng anh em vui lòng xem xe kênh của em, anh em xem xe rẻ anh em vào bình luận đừng có chửi em được, cái đẹp của đấy hết nhé. Thì đây em sẽ tiến vào quay nội thất từng chiếc một cho mọi người cùng ngắm. Lốp này cua lốp không hề mục mọt, nói chung có đời 2015 này nó mới được có 4 5 năm thôi, không hề mục mọt luôn. Lốp lanh lốp rất là sâu nhá, 4 quả la đang đúc này đấy. Đằng sau thì phanh căng trống nhưng mà nó vẫn có cảm biến ABS đằng sau nhé, nên là cảm biến ABS 4 bánh luôn. Túi khí thì dòng này có một chiếc ở cái ghế lái, phím bấm vô lăng tích hợp, màn hình theo xe đó, chân nỉ nguyên bản. À đây, ui này mới sắm được quả góc rộng quay sướng thật. Đây anh em nhìn này, rất là sạch đẹp. Đó, anh em nhìn đi, đây quá đẹp. Keo chỉ cánh cửa đầu tiên là zin đét 100% luôn nhé, zin đét 100%. Đó, gương kính chỉnh điện cụp xòe, bây giờ ấn vào đây nó sẽ cụp này, nhưng bật điện này nó cụp luôn, cụp này đó, cụp xòe theo xe nhé. Cái này không phải nâng độ lên mà nó là theo xe, vì nó là bản đủ, nó có phim bấm vô lăng tích hợp này, vô lăng không hề mòn, những cái mép này nó không hề mòn luôn nhé, phim bấm cũng thế, đi rất là ít. Đó, cái khí đây thì ít thì nó mới đẹp thế. Ghế bụng da màu vàng bò nhìn trông rất là nổi bật. Xe chân nỉ nguyên bản, anh em về có thể bọc thêm linh đây, những cái ốc bản đề là nguyên zin hết, vòi vòi nguyên zin hết này, chưa tháo một lần nhé. Đó, xe nhập khẩu đây anh em, toàn chữ tiếng Tây tiếng ta gì thôi. Của mày đây, keo chỉ cánh sau này cũng nguyên zin nhé anh em nhé, nguyên gì luôn, không mất phần nào. Đó, anh em nhìn cái nội thất này, nhìn phê luôn nhé, phê loay toay phòi ra, còn kèo gì luôn, để bóc luôn cho anh em ngắm, gì luôn. Cái dòng này ghế của đằng sau nó khá là rộng, đây cái phần cốp của nó rất là rộng anh em nhé, dòng này thì một chỗ ngồi đằng sau và cái cốp nó rất là rộng luôn. Ơ, mà cái gì nhỉ? Mở cái nút đấy để xem mở được cái gì này. Ủa, cắm chìa khóa đây như này. Bật chìa khóa lên. À, thế không không cầm chìa khóa đây, không 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 có chìa khóa không mở được. Thì vì giới thiệu với anh em bạn đủ nó có để lỗ start top, phải có chìa khóa thì mới mở được cốp anh em nhé. Đó, đại loại thế, giải thích cho anh em thế. Còn lại đây quay kỹ phần bên này nữa, cua lốp không hề mục mòn anh em nhìn này đấy, không hề mục mòn nhé, zin theo xe luôn, ngay rãnh lốp rất là sâu, nếu anh em mang nước đây đổ ở đây chắc phải được mấy cốc đấy, rãnh rất là sâu luôn, thành suối được ấy. Đây là anh em nhìn này, keo chỉ cánh cửa này zin 100% luôn nhé, không có phần keo chỉ nào, cột kèo đây em bóc luôn cho anh em nhé. Đấy, mình không làm xe tai nạn nên là mình rất là tự tin những cái này anh em nhé. Nhiều chỗ người ta quay, người ta cứ quay theo kiểu rất là đẹp, rất là đẹp, không có dám nói đâu, không có dám bóc đâu, và nó phết đi. Đến đến anh em đến đấy xem xe rẻ thì nó khác nhau ở cái điểm gì anh em nhé, tiền nào của đấy hết, anh em có sẵn sàng bóc cho mọi người cùng xem, cam kết luôn, xe nào đẹp thì bảo đẹp, nói chung là ba quẹt nhỏ phải bảo khách hàng chứ không có chuyện nói dối khách hàng đâu, đấy là cái uy tín của bên Khả Năng Ô Tô, riêng em mà nói thì anh em không bao giờ nói dối khách hàng luôn, còn cái ba quẹt nhỏ nhẹ thì không tránh được thì phải nói với khách hàng chứ không có chuyện này. Đây anh em nhìn này, zin vào zin luôn, zin 100% luôn, từng cái đinh một, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Đó, tiền nào của đấy nhá. Chứ còn nhiều bác cứ xem mấy kênh xe đâm mét nhẹ này, bắt đầu là nó đang có 240, anh em vào bảo xem bắn cao, không có đâu. Đây, xe nó đẹp như này mà. Đây lỗ start top này. Đó, xe đẹp hết cỡ luôn. Đặt cái này xuống cho anh em quay cái phần tắp nô nhé, không khoan này anh em nhìn này. Tắp nô nó không có khoan, không có khoan đồng hồ ở đây nên nó rất là sạch đẹp, không hề xước sát gì. Đó, hai chiếc em bán đồng giá 269 triệu nhé, xi nhan gương cụp xòe này,
gương cụp xòe và xi nhan gương theo xe. Đó. Trong đấy không 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 có chè để lỗ à? Cái này không nổ được à? Nổ đi, bật bật không máy lên. Bật không máy bên này này. Đây, tiếp theo là chiếc i10 đỏ thứ hai. Đấy, 19890. Chiếc này cũng đồng giá 269 triệu đồng so với chiếc bên kia. Về form dáng thì cũng không có gì để chê cả, hai con như nhau anh ạ, như nhau luôn. Sơn màu đỏ là theo xe. À không, trên này bên này có chế một cái là cái viền màu đen, trông có vẻ thể thao hơn một chút. Viền này sơn màu đen này. Cái này dán thêm nhỉ? À, dán đề can anh em ạ, dán đề can. Nhìn trông cũng khỏe, tương đối khỏe đấy, đẹp luôn. Đây keo chỉ thì zin. Hai chiếc này đều zin 100% mà không hề bục mọt một chỗ nào luôn. Không hề bục mọt luôn nhé. Đây. Phần gương kính cục xòe cũng vậy này. Chưa dọn nội thất anh em ạ, chưa dọn nội thất. Đây này, những chỗ này nó gần bẩn anh em lau đi phát là sạch rồi. Vô lăng cũng thế, không mòn luôn, rất đẹp. Đó, đây. Sạch đẹp luôn. Nội thất chiếc này thì em thích nội thất chiếc kia hơn một chút vì nó có màu vàng bò. Còn màu đen anh em thích màu đen thì nó là màu này cũng ổn. Thì cho anh em có thể lựa chọn về đi. Còn keo chỉ cột kèo thì em sẵn sàng bóc hết cho mọi người cùng ngắm. Đây. Đó, kênh bán hàng nó phải như thế. Đấy em, đấy em. Bán thật trên online để tiêm quay. Bán thật trên bán hàng online anh em phải lấy niềm tin từ những cái nhỏ nhất. Đây đây anh em này. Đây chính là cái niềm tin mà Khả Năng Ô Tô luôn dành cho mọi người. Đó, xe không đâm đụng, bảo không đâm đụng, xe đẹp, bảo xe đẹp. Tiền nào của đấy. Đấy, nó dễ. 269 triệu bao đủ hồ sơ. Nhiều chỗ chỉ bán 24 thôi. Đâm hết nhà rồi. Tất cả sắt xì thì nhiều anh em không biết được nhé. Đây, động cơ 1.0 đời 25 nhập khẩu Ấn Độ. Giá 269 triệu đó. Anh em nhìn này. Quá mượt mà luôn. Đây rồi, có chìa khóa cầm ra rồi thì em sẽ để lỗ start top lên phát. Lỗ cả hai em lên rồi bật lắp capo lên. Lỗ cả hai con rồi bật lắp capo lên. Okay. Anh em nhìn này, keo chỉ zin luôn. Bên này cũng thế, không có khác gì nhau cả hai con này. Em nghĩ về độ zin của nó thì hai em đều như nhau luôn. Cũng đều đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Đó, đây. Cửa đã đóng hình vịt luôn anh em ạ. Đấy. Đó, đấy. Rất là sướng luôn nhá. Keo chỉ cái này anh thấy không hề bục mọt một tí nào nữa. Sơn màu đỏ zin tầm 80-90%. 95% ba đời sốc trước sau này quá tỉa rồi. Vì nó xước không thể tránh được. Đây anh em này, cốp rất là rộng luôn. Keo chỉ cốp ngồi nguyên zin này, không mất phần nào luôn. Đó, ngay cái ốc của cái phần đít cũng zin nhá. Đây, cốp rất là rộng. Này, sơn zin của nó này anh em nhìn này. Vô cùng sạch đẹp luôn. Đồ mà lốp này. Nguyên hết sàn không hề bụng mọt. Đó anh em nhìn đi. Đó, nội thất nhìn sướng luôn, mê hồn luôn nhé. Máy lổ cực êm luôn. Thì em sẽ không khám phá sang chiếc này đi 8.2 rồi anh em ơi, 8.2 đây chuẩn nhé, 8.2 luôn, màn hình cam đùi đủ hết đó. Quay cho mọi người ngắm này, này lần nữa. Đầu tiên em sẽ quay chiếc mở cửa kính ra nhé, không nó khóa cửa đấy. Máy của chiếc biển đuôi 53 này cho mọi người cùng xem này. Đây. Đây anh em nhìn này. Khoang máy vô cùng sạch đẹp. Đó. Tất cả những đầu răng sắt xi này còn nguyên hết theo xe. Máy không hề rung giật nhé. Máy thì như có hình như là có làm gioăng rồi anh em nhé. Có làm gioăng thôi chứ còn chưa làm máy. Đó. Có làm gioăng thôi. Bộ hơi chắc nó là nguyên nó. Đợi 20 năm mà. Mới đi 8 vạn làm sao phải làm cái gì. Chắc là có làm gioăng thôi. Nghĩ thế còn lại không biết thế nào. Thì đây anh em này. Máy nổ cực êm luôn, không hề rung giật một chút nào. Rất là mát này. Rồi bình này. Đó, anh em nhìn.
Chạy đèn này, nguyên zin hết nhé. Đây, cái phần nắp capo cũng theo chỉ zin hết 100% luôn, không hề mất phần nào. Đó, cái lỗ tròn tròn này quanh cái capo này nó không hề xô, không hề méo. Thì nó là nguyên zin anh em. Đây. Đầu thằng sắt xi đây. Đó, sắt xi đây rất nhìn rất là dễ luôn này. Anh em nào tinh tinh một chút em đến đây em chỉ trực tiếp cho anh em. Kia là cụm phanh ABS anh em nhé. Đây cụm phanh ABS. Như vậy là không có gì để chê cả. Tiến sang cái chiếc biển 90 này nhé. Em cùng xem vậy. Cũng vậy thôi anh em ơi. Máy cũng zin luôn đấy. Máy zin luôn. Đời 20 năm mà. Đó, rất là sạch đẹp, khô ráo. Không chỉ sạch dầu gì cả. Máy rất là khô. Cũng rất là khó phát hiện anh em. Thì cũng chưa có như cũng nằm doang rồi. Cái tôi có đâu là máy zin đây. Zin này anh em nhỉ. Đấy cái phần làm máy rồi những cái này rút ra hết thì cái phần gì nhỉ, phần sơn đẩy màu nó còn nó sẽ mất đi. Đấy, con này chưa có dọn khoang máy, nếu dọn lên thì nó nhìn sẽ là rõ nét hơn cái phần sơn đấy. Giờ nó bẩn anh em lại nhìn này, sơn những cái sơn đẩy màu nó còn nguyên đấy. Đại loại như thế, hiểu hiểu như thế là được anh em. Đời 27 năm mà, đời cao lên nè. Rồi, nóng xuống thế. Rồi. Như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người một bộ đôi chiếc i10 màu đỏ. Chuồn chuồn ớt. Biển Hải Phòng. Đời 2015, nhập khẩu Ấn Độ. Đó, giá bán thì 269 triệu một chiếc. Bản đủ nhá. Túi khí ABS. Đi tầm 8 vạn trên 100 km. À, đi 8 vạn rồi. Anh em nào mà cảm thấy hai chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền, anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô số điện thoại 032 6062 789. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip em. Xin chào và hẹn gặp lại.